Quý vị và các bạn đang đến với những thông tin liên quan đến cơ hội đi tiếp của đội tuyển U17 Việt Nam tại U17 châu Á 2023. Quý vị nhớ là hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật được những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Ở lượt đấu thứ 2 tại bảng D, vòng chung kết U17 châu Á 2023, đội tuyển U17 Việt Nam đã có những tính toán kỹ càng, nhưng việc để thủng lưới quá sớm trước đội tuyển U17 Nhật Bản đã khiến mọi kế hoạch của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cùng với các học trò đã không thể thực hiện được. Trong buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chia sẻ, kết quả của trận đấu chắc chắn không thể vui một tí nào. Nhưng thực ra thì đội tuyển U17 Nhật Bản là một đội bóng rất mạnh. Thua Nhật Bản là một câu chuyện bình thường. Quan trọng là chúng tôi vẫn còn nguyên cơ hội để đi tiếp nếu như giải quyết được trận đấu cuối cùng. Chính vì thế mà chúng tôi phải quên đi trận đấu ngày hôm nay, trận thua ngày hôm nay để tập trung cho trận đấu tiếp theo với đội tuyển U17 Uzbekistan. Vâng, và đúng như những gì mà huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U17 Việt Nam đang chia sẻ, thì chúng ta vẫn còn nguyên cơ hội cho đến lượt đấu cuối cùng. Hiện tại thì ở trên bảng xếp hạng thì quý vị và các bạn cũng có thể thấy được, đội tuyển U17 Nhật Bản và U17 Uzbekistan, hai đội bóng này đều có được 4 điểm, trong khi đó thì Ấn Độ và Việt Nam đang có 1 điểm. Và ở lượt đấu cuối thì đội tuyển U17 Ấn Độ sẽ đối đầu với đối thủ U17 Nhật Bản, trong khi đó thì đối thủ của đội tuyển U17 Việt Nam đó chính là đội tuyển U17 Uzbekistan. Ở lượt đấu cuối cùng này, kịch bản như thế nào để cho các chàng trai đến từ Việt Nam có thể lách qua được ô cửa hẹp để giành được một tấm vé vào chơi trận tứ kết? Trường hợp đầu tiên đó chính là câu chuyện đội tuyển U17 Việt Nam để hòa hoặc thua đội tuyển Uzbekistan, thì chắc chắn một điều rằng chúng ta, những cầu thủ đến từ U17 Việt Nam sẽ bị loại khỏi giải đấu năm nay. Để vượt qua được vòng bảng thì đội tuyển U17 Việt Nam phải thắng U17 Uzbekistan và đồng thời chờ kết quả thuận lợi đến từ cặp đấu còn lại. Tại các giải đấu trong hệ thống của AFC, khi có 2 hoặc 3 đội bằng điểm nhau tại vòng bảng, chỉ số phụ được ưu tiên là thành tích đối đầu. Trong trường hợp Nguyễn Công Phương cùng với các đồng đội có được 3 điểm ở lượt trận cuối cùng, nếu như đội tuyển U17 Nhật Bản thắng hoặc hòa đội tuyển U17 Ấn Độ, thì đội tuyển U17 Việt Nam sẽ đi tiếp. Ở tình huống này thì đội tuyển U17 Việt Nam cũng có 4 điểm như là Uzbekistan, nhưng xếp trên họ do thắng trong trận đối đầu trực tiếp. Nếu như đội tuyển U17 Ấn Độ giành chiến thắng trước đội tuyển U17 Nhật Bản, thì tình huống này thực sự là rất là thú vị khi 4 đội tuyển bằng điểm nhau. Đây là trường hợp U17 Việt Nam gặp bất lợi, khi đó thì thành tích đối đầu của 4 đội bóng cũng chính là chỉ số phụ của toàn bộ bảng đấu. Trận thua 0-4 trước đội tuyển U17 Nhật Bản khiến cho hiệu số bàn thắng bại của đội tuyển U17 Việt Nam đã bị đẩy xuống mức rất thấp, đó chính là -4. Trong khi đó thì U17 Ấn Độ chỉ là -1, U17 Uzbekistan là -1, còn lại là đội tuyển U17 Nhật Bản là -4. Như vậy là trong trường hợp U17 Ấn Độ thắng đội tuyển U17 Nhật Bản, đội tuyển U17 Việt Nam thắng đội tuyển U17 Uzbekistan, thì thầy và trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn buộc phải giành một chiến thắng đậm trước đội tuyển U17 Uzbekistan, ít nhất là phải hơn 4-0 để nuôi hy vọng đi tiếp. Như vậy là chúng tôi đã đưa ra 2 trường hợp đến với quý vị và các bạn. Trường hợp mà đội tuyển U17 Việt Nam có thể lách qua ô cửa hẹp để giành một tấm vé vào chơi trận tứ kết vòng chung kết U17 châu Á 2023. Vậy theo toàn thể quý vị thì sao? Quý vị dự đoán như thế nào về cuộc đối đầu giữa đội tuyển U17 Việt Nam và đội tuyển U17 Uzbekistan? Trận đấu giữa đội tuyển U17 Nhật Bản và U17 Ấn Độ, hãy comment ở dưới mục bình luận liệu rằng hai đội bóng nào sẽ có 2 tấm vé vào chơi trận tứ kết. Quý vị nhớ là hãy đăng ký kênh để luôn nhận được những thông báo mới nhất từ